Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ học vào đoạn thứ 10 của chứng đạo ca. Mình chép lên đây đoạn thứ 10. Đoạn 10. Mình chép âm trước, chép bản dịch, chép chữ Hán sau ha. Âm của nó là tịnh ngũ nhãn. Tịnh ngũ nhãn, đắc ngũ lực. Duy chứng nải tri năng khả trắc. Duy chứng nải tri năng khả trắc. Cảnh lý kháng hình kiến bất năng. Chứ cảnh này là gương. Thủy trung chốc nguyệt tranh năng đắc. Mình học âm chữ Hán cũng hay lắm. Mình đọc lại đoạn thứ 10. Tịnh ngũ nhãn, đắc ngũ lực. Duy chứng nải tri năng khả trắc. Cảnh lý kháng hình kiến bất năng. Thủy trung tróc nguyệt tranh năng đắc. Bây giờ mình chép chữ Hán ha, rồi viết chữ Việt. Tịnh là chữ tịnh này đây. Tịnh ngũ nhãn ngũ lực. Ngũ nhãn và ngũ lực nó là danh từ riêng. Tịnh nghĩa là trong sạch, trong sạch năm con mắt và chứng nghiệm được năm sức mạnh ngũ căn ngũ lực. Ngũ căn là tính, tấn, niệm, định, tuệ. Và mình thực tập tính tấn niệm định tuệ thì nó có được tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực và tuệ lực, gọi là ngũ lực. Ngũ nhãn là phàm nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn, tuệ nhãn và Phật nhãn. Tức là người tu tập giỏi thì chứng nghiệm được, thành tựu được năm loại mắt như vậy. Và cũng chứng được năm loại sức mạnh như vậy, gọi là tịnh ngũ nhãn, đắc ngũ lực. Duy chứng nải tri nhân khả trắc. Chép chép chữ Hán đi. Duy chứng nải tri năng khả trắc. Chữ duy này viết gian ở đây đi. Duy chứng nải tri dự tịnh viết chữ Hán được nha, dễ cho. Duy chứng nghĩa là chỉ có người chứng đạt được, nải tri là mới biết được thôi. Thế còn mình đứng ngoài cửa, mình nhìn vào, mình ước đoán không có được. Ăn sầu riêng người ta hỏi thì biết hương vị sầu riêng, chứ còn thấy người ta ăn sầu riêng mình đứng gần bên mình rất là sợ. Mình chưa quen á, mình nghĩ là cái này sao ăn được hay. Dân Mỹ mà nó nghe cái mùi nước mắm của dân Việt Nam sợ chết đi được. Nói ngon nó không có chịu đâu. Đem lên thi cơ nó kêu cảnh sát bắt chết. Nói chi. Dạ. Mùi sầu riêng cũng sợ nữa hả? Dạ. Hồi xưa thầy tôi bỏ cái muối sầu riêng trong chén, tôi giận không mấy ngày luôn. Đã những không ăn còn giận nữa chứ. Ông năn nỉ là không ăn rồi không ăn. Giờ ăn được được nhưng mà cũng không ưa. Duy chứng nải tri năng khả trắc là như vậy. Cảnh lý kháng hình kiến bất năng. Cảnh là bộ kim bên nhà. Tức là mình nhìn vô gương đó, mình thấy mặt mình nó không có khó. Cảnh lý kháng hình kiến bất năng là như vậy. Ý câu này muốn nói gì? Tâm không dễ thấy, phải không? Nhưng mà mình thấy cái gì vậy? Đúng rồi. Cái mặt mình làm sao thấy được? Mình nhìn vô trong gương rồi mình sờ vào mặt thì được. Mình biết có mặt được. Bản chất thực của tâm ta thì nó vốn vô hình, vô dạng, không thấy được. Thế nhưng mà mình có thể thấy cái buồn, cái giận được. Thấy cái sự suy nghĩ thầm thì được. Thì những cái đó nó như là hình ở trong gương vậy đó. Mình quay lại mình nhận ra được cái gì là tâm, rất là dễ. Gọi là cảnh lý
kháng hình kiến bất năng. Thủy trung tóc nguyệt tranh năng đắc, tức là ở trong nước mà mình mò trăng á, mình nắm trăng, mình vóc trăng, tử mặt trăng ấy đó, mình rượt theo, mình đuổi theo nó thì không có cách gì mà nắm được mặt trăng hết. Cái bài này rất là hay. Thủy trung tóc nguyệt tranh năng đắc có nghĩa là gì? Cái người không thông minh á, họ thấy mặt trăng thì họ lật đật, họ lặn xuống nước, họ lấy cho được cái mặt trăng ở dưới đáy suối. Thế nhưng mà người thông minh nhìn thấy mặt trăng ở dưới đó, họ làm gì? Họ ngẩng lên trời nhìn thấy trăng ở trên, phải không? Người không thông minh á thì rượt tâm ở ngoài, hoặc thấy tâm là cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương. Người thông minh thì họ biết là cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương ấy là cái bị nhận diện, còn tâm là cái nhận diện được nó. Thế thì các vị quay lại, các vị biết cái gì là tâm của các vị rất là dễ. Tịnh ngũ nhãn, đắc ngũ lực, di chứng nải tri nan khả trắc, cảnh lý kháng hình kiến bất nan, thủy trung trong nguyệt tranh năng đắc. Thưa các vị, là cái đoạn thứ 10 này mà mình khéo thì ngay nơi đây mình liễu hội được tâm của mình rồi. Liễu hội liền cái gì là vọng thức lao sao, cái gì là những người khách đến đi sinh diệt, cái gì là ông chủ đang nhìn thấy khách đến đi sinh diệt. Rất là dễ. Quý vị chép chữ Hán xong thì cái mình chép bản dịch của Trúc Tiên. Bây giờ mình viết bản dịch. Tịnh năm mắt được năm lực, có chứng mới hay không lượng được. Trong gương ngắm ảnh dễ thấy hình, đáy nước mò tăng khôn nắm nguyệt. Đó là bản dịch. Và chúng ta có một đại ý là một câu ngắn thôi, tức là người người hãy khéo liễu hội, điều này khó truyền đạt. Hãy khéo liễu hội. Cái việc gì nó thuộc về bên ngoài á, mình truyền đạt nó dễ. Việc hướng ngoại dạy rất là dễ. Cái việc hướng nội, thưa các vị, truyền đạt rất là khó. Cái việc thể nhận bản tâm của các vị phải tự chiêm nghiệm quay về, khéo thể hội thôi. Tại vì việc này vui buồn tự ta biết, phiền não tự ta biết. Và trở về hay không trở về, tức là hướng nội hay hướng ngoại, mình nhận biết chứ không ai nhận biết được cả. Và người ngoài bài cho các vị càng khó khăn hơn, mình dễ lầm. Cho nên hãy khéo liễu hội hay là thầm hội, đó là cái từ của người xưa hay nói. Và càng đi vào cái lĩnh vực nghệ thuật, người ta không thể dạy được. Thì cái loại tu tập thể hội tâm đó là một loại nghệ thuật cao nhất trong các loại nghệ thuật khác, cho nên khó liễu hội. Có vài từ mình giải thích ở đây để cho các vị thuộc những cái từ ngữ. Ngũ nhãn là năm loại mắt. Đầu tiên là nhục nhãn. Nhục nhãn là mắt của mình à, nhục nhãn. Thứ nhất là nó cần vô vàn điều kiện nó mới có thể thấy được. Cái điều kiện của ánh sáng, điều kiện của khoảng trống, điều kiện của khoảng cách. Đó là mình nói những điều kiện bên ngoài. Rồi cái điều kiện bên trong là mắt còn sờ sờ đó, nhưng mà hệ thần kinh của mình nó không có nối liền được với não bộ thì không thấy. Cái nhỏ nhất hơn nữa là con mắt này mà cái tuyến lệ nó khô, con mắt cũng không thấy nữa. Nghĩa là rất là nhiều cái nguyên nhân từ bên ngoài tạo thành cái thấy, nguyên nhân từ bên trong tạo thành cái thấy. Rồi một cái quan trọng hơn nữa là cái tâm thức của ta phải đi vào mới có cái thấy được, phải có cái nhận biết được.
sâu hơn cái phần nhận biết của tâm thức thì phần chủng tử quân tập cũng phải có nữa. Tức là ta có một cái bản kiếp của ta, hồ sơ lưu của ta về màu sắc, ta mới thẩm định được sắc màu. Nhận biết đó là sắc màu, nhận biết đó là vật thể. Thế nhưng mà hồ sơ lưu mình không có, tức là cái ký ức về dài hạn, ngắn hạn mình không còn nữa, cho nên mình nhìn thấy cái đó mình không phân biệt được cái này là bông hoa hay cái bàn, mình nói nó không có trúng. Những người hệ thần kinh hơi yếu, cái trí nhớ ngắn hạn họ không còn, thì thưa các vị là nhìn thấy biết, mà hỏi màu gì họ không biết màu gì. Mình biết đó là màu vàng, biết đó là hoa cúc, là do vì trong quá khứ mình đã bảo lưu hồ sơ về hoa cúc, về màu vàng. Mình nhìn cái biết người kia tên là gì là do vì trong quá khứ mình đã bảo lưu cái tên tuổi người kia, ký ức về người kia, lý lịch về người kia, cho nên nhìn hỏi mình đó là ai, mình nói chúng tôi, phải không? Thiếu những điều kiện đó, mắt mình có mà không sử dụng được, sử dụng được mà không biết tên tuổi, ý thức mình không làm việc. Cho nên cái nhục nhãn đầu tiên đó là ta bị hạn chế bởi điều kiện bên ngoài, bị điều kiện bên trong, cho nên gọi là nhục nhãn. Hạn chế bên ngoài nghĩa là mình không thể nhìn xuyên qua tường vách được. Cái để rất gần mình nhìn không thấy được. Cái gì để rất gần nhìn không thấy, nó phải có khoảng cách vậy. Để ngang mắt vậy anh không nhìn thấy, phải không? Không có không gian, không có khoảng cách thì nó không thấy. Chứ đừng tưởng là tôi để trước mắt anh thấy. Ta có thể thấy những cái rất là xa. Nhưng mà có một lần Hạng Thác đối Khổng Tử đó, ông nói hãy nói cái trước mắt, ông nói dùm coi trước mắt ông bao nhiêu cái lông mi nè, ông nói đi. Không nói được, không có thông minh đến nỗi như vậy. Cho nên cái hạn chế đầu tiên, cạn vật lý đó là mắt phàm. Ta bị hạn chế bởi vật chất, bởi không gian, bởi môi trường và ánh sáng. Cái hạn chế thứ hai đó là những yếu tố bên trong mà thiếu thì ta cũng bị hạn chế nữa. Hệ thần kinh ta nó không hoạt động tốt, cái sự bén nhạy của mình nó không có mặt nơi mắt. Một cái ví dụ gần thôi, ví dụ như các vị cận hồi bé, các vị đeo kính luôn từ bé tới giờ, các vị không xài kính thì các vị thấy là nó rất là hạn chế. Hạn chế đầu là chiếc lá bay, bụi bay vô mắt các vị, mắt nó không có linh động để nó phản ứng lại, nó không có nhắm mắt kịp để nó phản ứng lại với hạt bụi, với chiếc lá đâu, nó đờ đẫn ra đâu. Thế thì cái hạn chế vật lý bên ngoài, hạn chế vật lý bên trong là cái năng lực của nó cũng không có bén nhạy được. Cái hạn chế sâu hơn nữa là gì? Sâu hơn nữa là hồ sơ lưu mình cất về người á, nó cũng rất là méo mó và nó rất là lệch lạc. Mình cất hình ảnh của người 10 năm trước, trong lúc người ta giận mình, ta ghét mình, rồi bây giờ người ta khác vô cùng, người ta đã được học hành, ta đã được tu tập chuyển hóa. Tâm thức của người ta, con người của người ta, cảm tính của người ta, nhân cách của người ta nó rất là khác. Nó dễ thương hơn, nó trượng phu, nó quân tử, hay là nó là người từ bi, có trí tuệ hơn. Thế mà cái nhìn của mình nó y như cũ à. Mình cứ nhìn người đó như 20 năm trước, dễ ghét, giống như thế. Cho nên mắt phàm phu hạn chế bởi hai điều kiện bên ngoài và bên trong như vậy, gọi là phàm phu nhãn. Thiên nhãn là cái mắt thứ hai. Thứ nhất là con mắt trời, nó không có bị hạn chế như ta về điều kiện vật lý. Đức Thế Tôn đầu tiên mà chứng thần thông, chứng cái gì các vị còn nhớ chứ hả? Chứng gì? Thiên nhãn minh. Thiên nhãn minh không có nghĩa là thần thông của ngài nó bằng với vị trời đâu. Thế nhưng mà ngày xưa cái gì mà gọi tới cái tên này thì rất là cao quý, rất là phi thường, sử dụng được cái năng lực của tự tâm mà con người không thể đo lường được, cho nên thường phải gọi năng lực của vị trời là vậy đó. Cái điều ở đây thì vị trời không có nghĩa là hoàn toàn, nhưng mà năng lực của ông là ông có thể thấy rất là xa, không có bị tường vách ngăn ngại, không có bị núi sông chia cách, xuyên qua núi, giống như là cái tia sáng X bây giờ đó. Nó có thể xuyên qua hết những lớp vật chất. Thứ hai nữa là ông không bị tâm thức ngăn ngại như ta. Tâm thức của những vị trời do họ rất lành, cho nên họ nhìn được hào quang của chúng ta, ánh sáng của tâm thức ta.
họ không có tiếp cận với chúng ta bằng âm thanh ngôn ngữ hay là bằng ký ức, mà họ tiếp cận với ta qua cái năng lượng đời sống của thân tâm ta tỏ ra thôi. Ví dụ như mình lành, mình thiện, mình tu tập, thiện nghiệp mình nhiều. Thưa các vị là bản thân của mình nó tỏ ra một vùng năng lượng sáng, và các vị thiên chỉ tiếp nhận ta qua cái vùng năng lượng ta tỏ ra thôi. Không cần nghe ta nói, họ nhìn được ý thức của ta thầm thì, họ nhìn được cái vui buồn sinh khởi trong ta. Do vậy cho nên về hai mặt hạn chế như phàm phu thì các vị trời không có, gọi nó là thiên nhãn. Thiên nhãn minh là có thể nhìn suốt quá khứ vị lai nhiều kiếp, có thể nhìn suốt tâm thức cái chúng sinh, cũng gọi là thiên nhãn minh của Thế Tôn là như vậy. Cái thứ ba là tuệ nhãn, đó là con mắt của hàng nhị thừa. Nhị thừa là gì? Tức là thinh văn duyên giác, gọi là nhị thừa. Nói một cách cụ thể đó là những người đã nhận ra được, đã thấy suốt được các cái hiện tượng của mọi hình tướng trong nhân gian, bản chất nó là không, thấy được tánh không của các pháp. Cái này có dễ thấy không? Mà mình có được con mắt tuệ này chưa? Khi nào phiền não nổi lên thì mình mất tuệ nhãn. Khi nào mà các vị tu tập giỏi thì các vị đang sống được với cái tuệ nhãn. Khi các vị nhìn mọi thứ mà con mắt của các vị nó dính mắt vào, nó đắm chấp vào thì gọi là người đang ở trong phàm nhãn, chưa được thiên nhãn đâu nha, ở trong phàm phu nhãn này, nhục nhãn thôi. Mắt của mình nó còn dính với cái sự vật chất, thấy cái đó là thiện, thấy người ta là nổi phiền não, nổi sân si, nó là đang sử dụng nhục nhãn để nhìn đời. Và khi nào mình nhìn người bằng con mắt đầy lòng thương, tức là có 10 thiện nghiệp lành của những vị trời, đó là ta đang sử dụng thiên nhãn. Khi nào nhìn các pháp bản chất của nó là không và không thật có, nó trôi nổi bềnh bồng, nó như bọt, như bóng, nói theo tinh thần kinh văn là như sương, như hình ảnh, như nắng chớp, như mộng mị, vân vân, thì có được tuệ nhãn này. Đầu tiên mình thấu đạt được cái lý duyên khởi và tánh không thì mình đã có được một phần của tuệ nhãn. Khi nào mình nhìn mọi việc đến và đi bồng bềnh, lòng mình đã không có vướng bận với cái chuyện buồn vui của cuộc sống đời thường, thì đã có một phần tuệ nhãn. Cái chuyện ngày mai hết tiền là cái chuyện của ngày mai, nhưng mà hôm nay mình nghe biết chuyện đó nhưng mà lòng mình nó không có ưu tư, không có mất ngủ thì có được một chút tuệ nhãn. Được chưa? Sau ngày lễ Thanh Si Vinh, đồ nó bán hàng sale rất là rẻ, thế nhưng mà nó quảng cáo, mình mỉm cười, mình không hề bận tâm, thì có chút tệ nhãn. Còn nếu các vị thấy là lật đật dở ra coi cái gì mình cần, cái này sẽ cần, thế thì đang ở trong phàm nhãn, chưa có tệ nhãn. Cứ cắt những cái cúm bông thì không có phải là đang an trú trong tệ nhãn. Và chia sẻ điều này để thưa cùng các vị là mỗi một ngày ta có quyền sử dụng con mắt này nhiều cách, nhiều dạng, nhiều tầng. Có thể sử dụng cái tầng của phàm phu nhãn để chuốc phiền não cho mình. Có thể sử dụng cái tầng của thiên nhãn để làm cho đời sống mình có nhiều niềm vui, ban phát hạnh phúc cho người. Có thể sử dụng cái tầng tuệ nhãn này để nhìn được các pháp tánh chất của nó vốn là không, rất là bồng bềnh, nổi trôi, phiêu diễu, không có cái gì thật cả, như mây trên bầu trời đến đi thôi. Thế thì các vị đang an trú trong cái tầng tuệ nhãn, nhìn các pháp tự tánh vốn là không. Cái thứ tư là pháp nhãn. Cái tầng này là cái tầng mắt của Bồ Tát. Có được con mắt pháp trong sạch. Chúng ta chia ra làm hai phần để lý giải. Phần thứ nhất đó là pháp nhãn theo cái nhìn của kinh văn. Pháp nhãn thứ hai đó là cái nhìn từ truyền thống thiền. Từ kinh văn có thể từ A Hàm. Thứ nhất là từ A Hàm. Cái thứ hai là từ văn học đại thừa. Thưa, nếu mà ta căn cứ trên nền tảng của kinh điển để nhìn cái tầng pháp nhãn này thì ngày xưa chứng Tu Đà Hoàn
đã được gọi là có pháp nhãn. Pháp nhãn tịnh có được con mắt pháp trong sạch. Người mà thể nghiệm được tâm Phật bất sinh, thấy được cái không sinh không diệt nơi hình hài năm uẩn, có niềm tin vững chắc, thể hội được điều này thì người đó đã mở được con mắt pháp, gọi là chứng được pháp nhãn tịnh, có được niềm tin trong sạch với chánh pháp. Và khi mở được niềm tin này rồi thì thưa các vị, không hề có cái ngũ dục lục trần gì của nhân gian nó làm lay động tâm thức của các vị cả. Cũng không hề có cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương gì nó dắt dẫn các vị đi đâu nữa cả. Người đó đôi khi lỡ quên liệng mình vào những cái đống bùng nhùng của vui buồn để làm bộ buồn vui chơi. Thế nhưng mà họ thông minh hơn ta là họ lỡ rớt qua đó rồi họ đi ra được. Họ tỉnh ngay, họ nhớ ta là người chứng nghiệm vui buồn, ta không phải là cái vui buồn. Và cái phương pháp này nó rất là dễ thực tập chứ không phải khó. Thế thì mở được con mắt pháp hay có được con mắt pháp trong sạch, nó không phải là khó. Đó là từ cái nền kinh văn nguyên thủy mình nhìn. Nếu từ kinh văn đại thừa thì thưa các vị là pháp nhãn dành cho các vị Bồ Tát, các ngài đi vào đời làm đạo, ngài quán chiếu căn cơ của chúng sinh. Như cái loại này là nó sân si nặng nè, phải dạy cho nó pháp từ bi nè. Loại này rất là cố chấp nè, dạy cho nó quán chiếu gì các pháp vốn là vô thường nè. Rồi loại này tâm trí của nó ù lì, nó không có chịu năng động, cho nên dạy nó về cái phương pháp để cho nó quán chiếu về các pháp vốn là nhân duyên sinh, để nó phân tích chia sẻ, để nó phát triển trí tuệ. Và tóm lại một điều là con mắt pháp của các vị Bồ Tát đại thừa làm đạo đó là quán chiếu căn cơ chúng sinh và đưa ra những phương pháp thích hợp để nó thực tập. Cái loại người mà tâm thức rất là sao động bất an thì dạy cho họ định tâm vào một nơi nào đó, một chỗ nào đó, hoặc là nắm lấy hơi thở để hành trì, nắm lấy bước chân để hành trì, hay là niệm Phật, hay là khải siêng thiền đọa vân vân, tức là thi thiết ra muôn ngàn các phương tiện để giúp người. Đó là giải nghĩa theo cái nhìn từ kinh văn. Các vị nên hiểu cái từ Bồ Tát nó không phải là ghê gớm, nó không phải là cái gì ghê gớm cả. Nó không phải là Bồ Tát thành tựu lục độ vạn hạnh đứng ở trên bàn. Bồ Tát hai dạng, dạng của người vẫn đi vào nhân gian làm đạo mang hình thức cư sĩ bình thường. Họ đã có cái nhân Bồ Tát và đang đi trên con đường hành Bồ Tát đạo. Còn Bồ Tát mà chúng ta lại từng ngày, các ngài hiện thân vô lượng cõi là Bồ Tát đã chứng rồi, quả chứng đã có rồi. Các ngài có khi là những vị cổ Phật xa xưa tái hiện lại làm Bồ Tát để yểm trợ các Đức Thế Tôn độ sinh. Cho nên hai loại Bồ Tát, và cũng có một loại Bồ Tát thứ ba nữa là chúng ta mấp mé đi trên con đường này, cũng gọi là Bồ Tát, nhưng mà có điều cái chất phàm phu nó nhiều quá, lâu lâu nó làm Bồ Tát chút xíu thôi. Cho nên cũng Bồ Tát nhưng mà còn dở dở ương ương, chưa phải là Bồ Tát, chưa phải Bồ Tát nhiều đó thôi. Đó là chúng ta có cái nhìn từ kinh văn để nhìn về pháp nhãn, và nhìn coi mình sử dụng được pháp nhãn chưa, sử dụng được chút ha. Và thưa các vị, đôi khi tâm từ bi nó có trong các vị, và tự nhiên các vị có được cái con mắt tuệ và con mắt pháp này nó không phải khó. Ví dụ như mình đối diện trước hoàn cảnh khổ đau của người ta nặng quá, mình thương quá, tự nhiên là mình phát khởi cái sự suy nghĩ và mình muốn làm một cái cách gì nữa để lấy hết cái nỗi khổ niềm đau của người kia. Tự nhiên các vị phát sinh ra những cái phương tiện giúp người rất là dễ. Thế thì trong trái tim ta cũng có cái chất này, không phải không? Và khi nào lòng thương mình đủ lớn thì tự nhiên là lòng thương nó làm cho cái năng lượng
muốn cứu giúp người ta nó rất là mạnh, thì tự nhiên chúng ta có thông minh, thông minh để ta giúp người rất là dễ. Đó là mình chia sẻ về cái nhìn từ kinh văn để nhìn về pháp nhãn. Cái thứ hai là từ cái truyền thống thiền để nhìn về pháp nhãn. Thưa các vị, là cái truyền thống thiền này nó rất là giản dị. Chỉ cần các vị nhận ra cái gì là không sinh bất diệt nơi các vị thì được gọi là mở con mắt pháp, được gọi là người thấy tánh, kiến tánh đó. Mình đừng nghĩ kiến tánh là dùng con mắt này để kiến. Kiến tánh có nghĩa là thầm dặn khéo thể hội thôi. Cái câu của chúng ta hồi nãy vừa nói là cảnh lý kháng hình kiến bất nang, thủy trung chóc nguyệt tranh năng đắc. Người thông minh thì nhìn vào gương, đâu có phải là sờ vào gương, mà nhìn vào gương để biết cái mặt mình, quay lại sờ vào mặt mình để biết đây là mặt của tôi. Thì thưa các vị, người thông minh thì nhìn cái vui, cái buồn, cái hờn, cái giận nó đi ngang qua, rồi quay lại nhận biết cái gì là cái nhận biết vui buồn, phải không? Cái vui buồn là cái bị thấy, cái vui buồn là cái hình ở trong gương thôi. Ta là cái hình thật này. Và từ cái này thì thưa các vị, truyền thống của thiền định nghĩa hay là hiểu cái pháp nhãn này có nghĩa là người đã có được niềm tin vững chắc với cái tâm Phật bất sinh của mình, gọi là mở được con mắt pháp, thấy được cái tâm không sinh không diệt của mình, gọi là thấy, chứ không phải là thấy bằng mắt này. Tại vì nếu anh thấy bằng mắt hay anh nhận diện cái gì nơi tâm thức anh nhận diện được thì cái nó đều là cái bị thấy cả. Cho nên thấy có nghĩa là thầm hội, thầm thể nhận, có niềm tin với mình, gọi là mở được con mắt pháp, gọi là thấy được tánh. Và thấy tánh rồi thì thưa các vị, từ con đường đó mình đi vào tu tập rất là dễ. Mình thả cuộc đời mình trôi vào biển pháp thân rất là dễ. Mà mắt pháp chưa mở thì thưa mình tu rất là trầy trật. Khi các vị mà nhận ra trời xanh rồi thì người ta không có làm cách gì gạt các vị được cả. Người ta chỉ đó là trời, các vị thấy không phải mây thôi, không cần phải nhìn xa, trời ngay trước mặt tôi. Rồi các vị nhận ra trời xanh rồi thì thưa người ta chỉ đất này, nói đây là trời xanh cũng không đúng. Ở trong nhà người ta nói đây là trời xanh cũng không đúng. Mà các vị cũng biết rõ một điều là trời xanh nơi nào cũng có cả. Và nơi nào mà chỉ được nơi không phải là trời xanh. Tại không gian nó vốn bao quanh các vị, nơi nào rỗng, quơ tay không đụng gì, đó là không gian thôi. Thì cũng như thế, thưa mở con mắt pháp của nhà thiền là như vậy. Các vị nhận định rõ cái gì là cái sở hữu của ta, cái bị ta nhận biết. Ta là cái nhận biết, cái ta không phải là cái bị biết. Thế thì mở được con mắt chánh pháp. Và cái cuối cùng thưa các vị là Phật nhãn. Cái thứ năm, Phật nhãn đầu tiên là cái năng lực của nó bao trùm luôn bốn cái kia, được gọi là Phật nhãn. Trong con mắt Phật, điều thứ nhất là cũng con mắt như chúng ta, chứ không phải là con mắt Đức Thế Tôn có ba cạnh, thưa cũng có chiều dài cũng như vậy, mắt như hoa sen thôi. Kinh văn dùng cái từ mắt như hoa sen đó, như cánh sen trong xanh, là nói đến cái năng lượng từ bên trong của mắt. Chứ con mắt ngài cũng con mắt Ấn Độ như bao nhiêu người Ấn Độ khác thôi. Thế nhưng khác ở chỗ là do năng lượng từ bi là một, do năng lượng trí tuệ là hai. Nó làm nên cái sắc diện của ngài, nó làm nên cái ánh mắt của ngài. Tức là cái chiều sâu nằm bên trong nó biểu hiện ra. Nhưng mà con mắt vật lý thì cũng thế. Cho nên cái điều đầu tiên Phật nhãn ta nên nhớ là nó có đủ tính chất của con mắt phàm phu như chúng ta. Ngủ cũng nhắm mắt, rửa mặt cũng phải cần rửa con mắt. Nghĩa là nó đầy đủ cái cơ chế bình thường như con mắt chúng ta thôi. Thứ hai là cần thì ngài sử dụng được thiên nhãn. Con mắt cũng rất là từ bi, ngài cũng có thể vận dụng thiên nhãn để nhìn căn cơ của chúng sinh, quá khứ hàng triệu triệu kiếp vân vân. Thứ ba là ngài cũng có tuệ nhãn như hàng vị thừa, tức là đi ngang qua từ nhục nhãn, thiên nhãn, tuệ nhãn, pháp nhãn. Cho nên cái tính chất đầu tiên Phật nhãn là bao trùm luôn bốn loại mắt kia, gọi là Phật nhãn. Đầy đủ tác dụng của bốn loại đã nói. Một là đầy đủ tác dụng. Cái thứ hai là không có cái gì không thấy, không có gì không biết, không có gì không hiểu nữa. Nghĩa là nó rộng hơn, mênh mông hơn.
bao hàm hơn. Và có những điều mà con mắt của Bồ Tát không có, nhưng mắt Đức Thế Tôn thì làm được. Ví dụ như mắt của các vị Bồ Tát thì chỉ nhìn được chúng sinh đó trong vòng 1000 kiếp trở lui. Thế nhưng mà Đức Thế Tôn thì nhìn từ triệu triệu kiếp luân hồi được. Đức Thế Tôn có thể nhìn cái nhân duyên trùng trùng để xuất hiện một cái vật thể cũng được. Quá khứ xa xưa dài mấy nhìn thấu suốt, tương lai dài mấy nhìn cũng thấu suốt. Và các pháp không có gì dối được trước con mắt Phật cả. Nó bao hàm vậy. Cái thứ ba, cái công năng của mắt này là hỗ tương sử dụng. Ngài mở con mắt thôi mà Ngài có thể biết được người ta nói gì. Chỉ cần con mắt thôi, nó thay cho tỷ thiệt thân ý được biết được mùi hương, biết được vị, biết được xúc giác qua con mắt. Hỗ tương sử dụng là như vậy. Cái từ dùng của Việt Nam mình hay lắm nè. Chiên bánh lên bếp, hỏi chứ ngon không? Tôi thấy ngon á. Không ăn mà thấy, tôi nghe thơm á. Thơm sao nghe được? Thế thì thưa các vị, điều đó nó nói cho chúng ta biết là cái năng lực của mắt, tai, mũi, lưỡi nó có khả năng tương thông á. Phải vậy không? Tôi thấy ngon, không nếm mà thấy cái là biết ngon. Rồi mùi hương không cần ngửi, tôi nghe thơm. Mà người ta sử dụng cái từ này rất là nhiều, phải không? Tôi thấy thơm, tôi nghe ngon đó. Thưa các vị, đó là cái điều rất là tự nhiên thôi. Ta cũng có khả năng tự nhiên như vậy. Có khi mình chưa ăn thôi, nhưng mà mình dùng con mắt mình biết là cái thứ đó ngon rồi. Rất là dễ. Đó là năm loại mắt mình giải thích để cho các vị đi ngang qua. Cái từ thứ hai giải thích thêm, đó là ngũ lực, tức là năm sức mạnh. Lâu nay mình đâu có học thêm những cái từ ngữ này, chứ giảng lý thôi. Hôm nay là phải đi vô từng cái từ ngữ các vị mới giỏi Phật pháp được. Cái điều đầu tiên là tính lực, sức mạnh của niềm tin. Người ta phân ra tính nó hai loại, có phải không? Tà tính và chánh tính. Cái tính lực của chúng ta muốn nói đó là cái tính lực của chánh tính, không phải tà tính nha. Nhưng mà có một điều các vị cần hiểu thêm nữa là cái năng lực của niềm tin tà pháp nó rất là mạnh. Mà chánh pháp mình có khi ở giai đoạn đầu mình chưa có thể hội được tốt, chưa thể hội được đạo, thì cái niềm tin chánh pháp của mình đối với cái niềm tin của tà pháp nó yếu hơn. Cái niềm tin nó được làm bằng cái nền của sự cuồng tín, của khát vọng, tức là của thèm khát ngũ dục lục trần đó. Cái sức mạnh nó lớn vô cùng. Và có khi người ta phải vận dụng cái điều đó để làm khởi phát niềm tin tôn giáo. Và cái điều này nó thể hiện rất là rõ. Và nếu mình nói lan man thêm thì mình có thể chia ra tôn giáo. Mình nói điều này trước rồi trở lại cái cuồng tín như cái chánh tín. Nó có ba loại tôn giáo: tôn giáo nội dung, tôn giáo lễ nghi và tôn giáo tổ chức. Mình hiểu ba cái này rồi mình thấy cái tôn giáo nào nó mở rộng cái con đường cuồng tín, tôn giáo nào mở rộng cái chánh tín. Thế nào là tôn giáo nội dung? Tức là cái bản chất của tôn giáo đó. Và cái điều này trong đạo Phật có thừa. Khai thác cho anh biết là cuộc đời này vốn là vô thường, vốn là sinh diệt. Khai thác một điểm nữa để cho anh thể hội được, đó là trong tự thân của vạn pháp vốn là vô thường. Nó có cái không sinh không diệt. Tự thân của năm uẩn này tuy thấy nó là vô thường sinh diệt, nhưng mà bên trong nó chứa cái nội dung Phật ở bên trong, tức là pháp vô sinh ở bên trong. Và tôn giáo nội dung nghĩa là những vị giáo chủ hay là những vị đạo sư khai thác cho chúng ta biết cái con đường để quay về có niềm tin với chính mình. Và anh làm thế nào anh sống được với cái điều đó? Cái điều mà các vị đạo sư mở mắt, nó không có danh từ, không có ngôn ngữ, không có trường phái gì cả. Điều đó là chân lý. Anh sống được thì mang hạnh phúc an lạc đến với chính anh. Cái đó nó không phải là của riêng ai, không phải là của đạo Phật, của đạo Chúa, của tông phái nào cả. Bản chất của các pháp nó là như vậy. Bản chất của mọi pháp hữu vi nó có mặt trên cái nền của vô vi. Bản chất của mọi hình hài năm uẩn nó có cái phẩm chất thật rất là Phật bên trong. Và khai thác cái đó, chỉ thẳng điều đó, sống được với cái ấy, loại trừ tất cả những cái danh ngôn tướng trạng, không cần hình thức, không cần gì cả. Và không cần anh phải
đi vào một dòng chảy nào hết. Anh nhận ra cái đó nơi chính anh tu, loại trừ tất cả những cái rườm rà phía sau, gọi đó là nội dung, gọi đó là bản chất. Và thưa, cái điều này rất là nhiều vị thầy khi họ thể hội được, tâm họ vô chấp, họ không hề muốn ai đó là làm đệ tử cho mình, muốn ai đó đến để làm cho thế lực mình lớn cả. Cái đó tự nhiên nó không cần thiết. Ta gọi đó là tôn giáo bản chất, nội dung của nó, cái chất tôn giáo bên trong, cái chất giác ngộ nó đã có sẵn rồi, khai thác rồi mở ra cái con đường. Anh không cần phải đi theo tôi, anh quay về chính anh thôi, không cần phải đến với tôi, su phụ tôi gì cả. Thứ hai là lễ nghi. Người ta không thâm đạt được điều này, không thâm đạt vào nơi tự tánh của họ có cái chất giác ngộ, cho nên rất là cần nhiều phương tiện để có thể đạt vô. Cho nên bày ra rất là nhiều cái lễ nghi để người ta tập quen dần để đi vào cái hướng chân thiện mỹ. Và trong lão hay là trong nho có câu đó, khi cái phẩm chất thật mất rồi thì người ta cần tới lễ trí tính vân vân. Khi phẩm chất thật có mặt thì những cái lễ nghi bên ngoài không cần thiết. Khi trái tim anh có sự chân thật, khi trái tim anh có đầy đủ lòng từ bi, thế thì tự nó phát sinh ái ngữ thôi, không cần phải học cái cách nó để lấy lòng nhau, phải vậy không? Tất cả những cái mà ta làm bên ngoài mà nếu không có cái bên trong thì nó giả. Khi bên trong ta có là những cái bên ngoài, tự nhiên nó trở thành rất là thật. Cho nên lễ nghi, hình thức, vân vân, nó là cái bên ngoài của lớp thật bên trong thôi. Cho nên cái chiều thứ hai, ta càng vung quén đó, sân phớt đó, bao nhiêu thì chứng tỏ cái phẩm chất thật bên trong nó ít bấy nhiêu, cho nên mình mới cần cái bên ngoài. Và xa hơn lễ nghi nữa thì người ta ràng buộc nhau về tổ chức. Đến với tổ chức đó phải thề thốt, anh phải đứng với bóng cờ, anh phải thề lấy máu của anh để sống một đời với cái tổ chức đó. Và cái sự ràng buộc tổ chức này nó ràng buộc rất là nặng nề trong cái đời sống xã hội. Nó là một loại hình tổ chức này, không hề có xã hội nào mà vô tổ chức mà tồn tại cả. Và tại sao điều này nó nảy sinh? Thưa các vị, tại vì xã hội nó rất là đa thành phần, nhiều trình độ tâm thức. Nếu mà mình để cho người ta tự giác thì không thể hình thành được xã hội. Cho nên phải có một cái tổ chức luật pháp chặt chẽ, ràng buộc bằng đạo đức xã hội, bằng luật pháp của đời thường, và bằng những cái lễ tiết nghi tục vân vân của một văn hóa, của một dân tộc, để nó hình thành một cái tổ chức. Và từ cái điểm này mà nhìn thì thưa các vị, cái niềm tin của chánh tín đó, nó đặt vào cái phẩm chất của tôn giáo nội dung này. Tức là khi mà ta mở sáng được con mắt, ta nhận chân được lẽ thực của khổ, của vô thường và của niềm vui, khi loại trừ được buồn giận bất an, thế thì cái con đường của chúng ta đi đó là cái con đường của tự giác, chứ không cần có một cái sự ràng buộc tổ chức gì cả. Không cần phải có một cái lực đẩy gì, tự nhiên anh tự động làm cho cuộc đời anh mỗi ngày mỗi thăng hoa thôi. Và cái niềm tin được đặt trên cái phẩm chất này, trên nội dung này, thì ta gọi đó là chánh tín. Nhưng mà ở mức độ cạn của niềm tin này, để làm khởi phát đó, thì ta phải có một cái niềm tin đối với Tam Bảo kiền thành, tin sâu nhân quả này. Đó là khởi phát ban đầu của niềm tin. Rồi mới loại trừ tà kiến. Mình chưa có tuệ giác, cho nên mình nương thánh giáo của bậc giác ngộ, mình khởi phát niềm tin. Rồi từ cái niềm tin thánh giáo của Đức Thế Tôn, mình học tập, mình suy tư, mình nghiền ngẫm, mình thực tập, mình hành trì, phát sinh trí tuệ nương nơi kinh điển của Đức Phật, cho nên loại trừ được tà kiến. Và khi mình làm được điều này thì thưa các vị, có một cái sức mạnh rất là phi thường làm cho mình không muốn tu không được, tự nhiên nó đẩy mình tới thôi. Gọi đó là tấn, gọi đó là tính lực. Cái niềm tin nó phát sinh sức mạnh. Ví dụ như mình thọ trì năm giới hay thọ trì 10 giới, mình đối trước đàn tràng các vị giới sư, mình phát tâm thọ trì. Rõ ràng là các ông cũng không có dùng cái phương tiện gì khác ngoài cái chuyện là niêm hương, bạch Phật,
ngồi trên pháp tòa truyền giới. Thế nhưng mà mình đối với cái không khí trang nghiêm là một, đối với cái lời dạy của những vị giới sư là hai. Nó tác động vào tâm thức mình, nó in vào tâm thức mình rất là sâu, nó khắc rất là sâu vào tâm thức mình. Cho nên khi mà mình đi vào nhân thế, một hôm có một cái tiệc vui gì đó nó mời mình uống một chung rượu chẳng hạn, tự nhiên mình nhìn thấy chung rượu là chợt nhớ lại mình đã đối trước giới sư, đối trước tam bảo phát nguyện thọ trì cái giới uống rượu, thế mà bây giờ dám uống sao? Tự nhiên nó có một sức mạnh rất là lớn, nó lôi mình lại, nó bắt mình phải dừng liền. Đó gọi là tính lực, có niềm tin rất là mạnh. Thứ hai là tấn lực. Có chuyện giải thích dài dòng nó hết giờ mất. Hai là tấn lực, sức mạnh của tinh tấn. Thưa các vị, nó có hai phần. Nó có một loại tấn nhưng mà ác, tức là cái loại sức mạnh của tinh tấn nhưng mà nó được gọi là tiêu cực hả? Tiêu cực. Cái thứ hai là thiện, tức là loại tích cực. Ở cái mức độ ác á, thì người ta gọi nó là cái niềm đam mê nhiều hơn là loại tinh tấn. Tinh tấn đó là cái từ rất là thuần của Phật giáo, chỉ cho cái tâm thức hướng thượng, hướng thiện. Nếu mình nói tinh tấn là sự siêng năng cần mẫn, thế thì ăn trộm nó cũng siêng năng vậy, kẻ làm ác có khi nó cũng siêng năng vậy. Nhưng mà không gọi là tinh tấn là do vì nó được xây dựng trên cái nền của ác nghiệp. Còn gọi tinh tấn nghĩa là trên cái nền tảng của thiện nghiệp, của niềm tin nhân quả tội phước. Đó là cái ý thứ nhất. Và từ cái nền tảng này cho nên người được gọi là tinh tấn, người đó phải có đủ bốn yếu tố, tức là rất siêng năng tu tập thiện nghiệp, rất siêng năng loại trừ ác nghiệp. Và nếu người ta diễn giải rộng, tinh tấn có nghĩa là tứ chánh cần nữa. Tứ chánh cần, các vị biết tứ chánh cần đó hả? Cần đầu tiên là đoạn trừ các điều ác. Cái cần thứ hai, siêng năng thứ hai là phát sinh những điều thiện, đoạn trừ tất cả những cái điều ác sinh khởi. Cái thứ ba là những ác niệm sinh khởi cũng làm cho nó loại trừ. Và cái tứ chánh cần thứ tư nghĩa là làm phát sinh những điều thiện, và những điều thiện đã phát sinh làm cho nó tăng trưởng, và chưa phát sinh thì làm cho nó phát sinh. Đó gọi là tứ chánh cần. Cho nên ở cái nghĩa căn nguyên của nó có nghĩa là tấn lực, ở cái nghĩa dòng chảy phía xa của nó là tứ chánh cần. Bốn cái năng lực rất là siêng năng đẩy mạnh cái con đường tu tập thiện nghiệp, gọi là tấn lực. Và sức mạnh của nó rất là phi thường, thưa các vị. Nó đẩy người ta từ phàm phu lên quả thánh, nó đẩy người ta từ phiền não bất an chứng nghiệm được an lạc hiện tiền. Và nó cũng đẩy người ta gần nhất đó là rất là làm siêng tới đại học, trong khi đường rất là xa. Cái đó là gần nhất. Có một nhà hiền triết Hồi giáo Harad thì phải, một hôm người ta hỏi ông, thầy của ông là ai? Ông nói căn bản á, thì thiên hạ ai cũng nói ta là người không có thầy, ta là một nhà hiền triết và một người cực kỳ thông minh, không ai có thể dạy nổi ta hết. Thế nhưng mà ta nhớ lại, ta có những vị thầy. Thầy thứ nhất của ta đó là một ông ăn trộm. Một hôm từ ngoài xóm đi về, giữa khuya, ta gặp một tên ăn trộm. Nó đang quẩy túi đi về. Nó nói là cổng thành đã đóng, trời rất là lạnh, ông không thể vô được, ông chỉ có nước đứng ngoài thành chết mà thôi. Bây giờ ông có thể theo tôi trở về nhà tôi ngủ qua đêm để hy vọng sống sót được. Nhưng rất tiếc, tôi là một tên ăn trộm, còn ông là một nhà hiền triết, chúng ta làm sao sống chung nhau. Ông nói, ồ, cái chuyện quan trọng là tôi sống còn, chứ không phải là chuyện ăn trộm hay là nhà hiền triết. Ông cho tôi về nhà ông với. Và khi về nhà tên ăn trộm thì cái điều kiện khó khăn nó xảy ra là ông không thể đi được, đi về được, cho nên ông đành ở lại. Thì tối lại, nó quậy túi, nó nói ông ở nhà nha, tôi đi làm việc. Thì cái điều đó người ta sẽ hiểu cách dễ dàng, đi làm việc của nó có nghĩa là đi ăn trộm thôi. Và nó đi suốt một đêm nó về, ông hỏi chứ hôm nay làm được việc không? Nó dạ không,
hôm nay rình nhưng mà không ăn trộm được gì cả. Ông hỏi tại sao? Nó nói chủ nhà giữ gìn kỹ quá cho nên tôi không có cách gì vô nhà được. Nó thế thì làm sao có thể sống được? Ổng bây giờ ổng gắn liền đời sống ổng với cái tên đó, tại vì gạo cơm nó nuôi ở nhà nó. Và ổng rất là băn khoăn, trong khi nó mỉm cười, nó nói hôm nay mình không ăn trộm được thì ngày mai mình ăn trộm được. Và ngày hôm sau nó cũng đi làm việc như vậy tiếp. Rồi nó về, nó cũng mỉm cười, nó nói hôm nay cũng chưa làm được việc, không ăn trộm được, ngày mai. Cho nên đầu tiên tôi sẽ chỉ trở thành nhà hiền triết là tôi học được với tên ăn trộm về cái khả năng, cái khả năng đam mê làm việc không biết mệt mỏi của nó, cho nên tôi trở thành nhà hiền triết. Đó là bài học thứ nhất. Cái bài học thứ hai tôi học được với con chó. Con chó nó rất là khát nước, nó tới bên dòng sông, nó sửa soạn thò đầu xuống uống, thì nó thấy một con chó với mặt mày cũng dễ sợ, nó nhe răng, cái nó sủa một tràng dài, nó sợ nó chạy lui. Bóng ở dưới đó to hơn nó mà. Lần thứ hai chạy tới nhìn xuống cũng thấy một thằng chó dưới nữa, thế là nó cũng rất là hoảng cho nên nó thụt lui. Lần thứ ba thì nó nghĩ rằng mình khát quá, nếu mà chạy lui nữa thì chết, cho nên nó nhảy ùm xuống để cắn con chó kia và uống miếng nước. Và hóa ra khi nó nhảy xuống thì không có con chó nào cả, nó uống được nước. Thì cái thể nghiệm triết lý của tôi, cái sự hiểu biết của tôi là do tôi dám nhảy vào thực tiễn đời sống để học được những điều như vậy. Cho nên điều thứ hai, vị thầy thứ hai dạy cho tôi trở thành hiền triết là một con chó. Và thưa các vị, mình kể hai cái thôi, giấu bớt hai cái, sao có gì nói được. Và nói như thế để chia sẻ cùng các vị là tấn lực nó có sức mạnh vô cùng. Khi mà ta khởi cái đam mê về danh lợi vật chất phù hoa, ta cũng có sức mạnh. Có điều cái con đường đó nó dẫn mình đến cái niềm vui rất là ngắn, rất là phù du, rất là xanh diệt. Còn mình có được niềm tin chánh pháp mình khởi thì cái mức độ cạn như niềm tin nhân quả nó dẫn mình đạt đến cái chỗ là tạo được những nghiệp lành ngay đời này, thọ hưởng phước lành, nhiều đời sau thọ hưởng phước lành. Và khi mình mở được câu pháp chánh pháp thì thưa các vị, cái sức mạnh của tinh tấn này nó đẩy các vị vượt thẳng từ phàm phu chứng nghiệm được thánh quả ngay hiện đời. Và nếu mình dở thì triển hạn nó vài ba đời, dở hơn nữa lâu hơn nữa, thế thôi. Đó là chúng ta nói đến cái tấn lực. Thứ ba là niệm lực, sức mạnh của niệm. Cái tà niệm nó cũng có sức mạnh, chứ không phải là chánh niệm nó có sức mạnh nha các vị. Thế nào là tà niệm nó có sức mạnh? Cái anh kia, ảnh quen cái máu đỏ đen, anh đi ngang qua casino, cái sức mạnh bên trong nó thôi thúc phải quẹo vô exit đó thôi, phải vô rồi, nhất là trong túi có tiền. Thế thì rõ ràng là cái sức mạnh của con đường mà phi chánh pháp nó lớn vô cùng, nó dẫn người ta. Và đó là mình chưa kể tất cả những cái loại phi chánh pháp khác. Cái sức mạnh gần nhất là vào những ngày nghỉ lễ mà hàng sale nó bán nhiều, mình đi ngang vô tiệm cũng bị nó níu rất là dễ, và mình cũng có khuynh hướng lên xe đi vô đó để kiếm. Đành rằng nhà không thiếu thứ chi nhưng mà vẫn thích đi à. Đó là một loại sức mạnh của niệm đó. Có một tên kia, nó vô cái gian hàng người ta triển lãm về kim cương. Và khi nó thấy những cái viên kim cương rất là đẹp bên trong là nó không thể khống chế được. Cho nên nó cũng có chút võ nghệ, cho nên nó đấm vỡ cái kính người ta trưng bày đó. Nó vóc kim cương nó chạy. Thế nhưng mà làm sao mà giải thoát được? Nó vừa đấm cái kính là cảnh sát đã đứng mé sau rất là đông rồi. Và ví dụ như nó vượt thoát khỏi cái nơi triển lãm đó, thế thì cũng không có cách gì vượt thoát được. Cái hệ camera nó quay hết. Và khi bắt được anh chàng bỏ tù, cảnh sát phỏng vấn chứ,
Tại sao anh biết rõ một điều là cái hệ thống máy móc rất là hiện đại, không có người nào ăn trộm mà có thể vượt thoát được. Kể cả vô shopping lấy trộm món đồ bỏ túi đi ra còn không được, mà làm sao mà người ta trưng bày triển lãm như thế thì đừng hòng có kẻ nào lén lén mà có thể lấy được bất cứ điều gì. Anh Dư biết điều đó mà. Anh nói thưa ông, tôi biết thì biết, thế nhưng mà lúc đó tự nhiên tôi không còn thấy gì ngoài cái chuyện kim cương, mà tôi muốn lấy nó quá cho nên tôi đấm vỡ kính tôi lấy thôi. Thưa các vị, cái loại niệm lực nó mạnh, không thấy gì khác ngoài cái món mình đam mê cả. Đó cũng là một loại niệm, nhưng mà nó được xúc xỉm, xui khiến, bị cái động lực của tham, của giận, vân vân, nó hình thành nên cái sức mạnh của nó, gọi là tà niệm lực. Niệm lực chân chánh của chúng ta muốn bàn thì nó không phải là tà niệm lực nha. Ba phần niệm lực là chỉ cho bốn lĩnh vực, gọi là tứ niệm xứ thôi. Tứ niệm xứ nó có rất là nhiều tên: tứ ý chỉ, tứ ý chỉ, tứ chánh niệm, hay gọi là tứ niệm nữa. Tất cả những cái này nó đều có năng lực phát sinh cái sức mạnh cả, gọi là niệm lực. Mình giải thích những cái từ này. Tứ ý chỉ nghĩa là bằng cái phương pháp tứ niệm xứ này dừng được cái tâm thức loạn động bất an, cho nên gọi là tứ ý chỉ. Và bằng cái phương pháp này đưa tâm vào cái con đường chánh để thanh lọc, gọi đó là tứ chánh niệm. Cũng từ cái phương pháp này người ta thành tựu được thánh hạnh, chứng nghiệm được giải thoát, cho nên gọi là tứ chánh niệm. Còn cái từ đơn giản nhất nhưng là tứ niệm, nghĩa là chú tâm vào thân thọ tâm pháp. Cái từ này là từ đơn giản nhất, chỉ cho bốn phương pháp hành trì của truyền thống thiền nguyên thủy. Và cái điều đặc biệt là khi mình thực tập một pháp môn thôi, tức là một cái phương pháp niệm thân thôi, thì trong cái niệm thân nó có niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp trong đó. Các vị niệm thọ thôi, tức là chú niệm vào những cảm thọ sinh khởi trong các vị, thì trong đó các vị cũng điều phục được thân của các vị, cũng điều phục được tâm của các vị, và các vị quán chiếu được từng loại thọ sinh khởi, cũng gọi là niệm pháp nữa. Cho nên ý đầu tiên đó là một niệm thôi, nó bao hàm luôn bốn cái còn lại. Nội dung của tứ niệm là gồm có niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Chắc điều này quý vị thuộc rồi chứ ha. Và mình giải thích một chút để chúng ta có thể thử thực tập những điều này, nó rất là dễ. Ví dụ như cái năng lực thiền tập ban đầu rất giản dị chúng ta hay thực tập, đó là nhận biết hơi thở đi vào đi ra. Đây là một phương pháp thiền tập, nó rất là giản dị, rất là hiệu quả, và nó nằm ở trong cái phần niệm thân thôi, chứ nó chưa phải là gì cả. Niệm thân nó rất là rộng, như niệm động thái của thân. Mà trong cái động thái của thân thì hơi thở mình nó liên tục nhất, nó thường xuyên nhất, và nó cũng là một cái sợi dây nối liền giữa thân và tâm rất là dễ. Cho nên thường thường tất cả pháp môn thiền của truyền thống Vipassana, người ta đều đi vào bằng niệm hơi thở là như vậy. Hơi thở của anh nó biểu hiện của tâm hành, anh buồn, anh giận, anh an ổn hay anh lo âu, nó biểu hiện trên hơi thở của anh. Và chỉ cần điều chỉnh được hơi thở, nhận diện được hơi thở, chú niệm vào ngay nơi hơi thở nhận biết đó, thì mình có thể điều phục được buồn, được giận, được những lo lắng bất an trong tâm thức mình rất là dễ. Do vậy cho nên thường nói đến niệm thân thì người ta thường chú niệm vào hơi thở nhiều nhất. Tất nhiên là những khi thiền hành thì ta chú niệm vào từng bước chân, nhưng mà cái trọng tâm chính của nó là để nhận biết được cái diễn hành của tâm thức, nhận biết được ý thức của anh đang lang thang thế nào để kéo nó dừng lại. Và chừng nào mà mình làm được điều này cho nó vững chãi, nó nghiêm túc, thì nó phát sinh được cái sức mạnh rất là lớn. Mình thử hình dung điều này là biết ta chưa có sức mạnh. Ví dụ như mình muốn để hết tâm ý của mình đọc một trang sách,
để có thể liễu hội được những điều trong trang sách đã nói. Thế nhưng mà đọc nửa trang cái ý thức mình nó sẹt đi chơi, là mình kéo nó về. Đó là nói cái trường hợp của người rất là nhạy. Không nhạy như chúng ta thì nó đi chơi rất là xa, có khi đọc hết một trang sách mà không biết trang sách nói chi. Thế thì rõ ràng là ta không có cái sức mạnh của niệm, muốn chú tâm vào một cái điều gì mình không chú tâm được. Không thể mở mắt nhìn một Phật đó hoài được, và không thể lắng nghe một bản nhạc mà từ đầu tới cuối được. Có khi nghe nửa chừng nó rất là hay, thế nhưng mà nửa bản nhạc về sau tâm thức của mình nó chạy đi chơi ngã khác rất là xa. Đó là nói chuyện về thả lòng theo những cái rất là đam mê mà ta không có sự chú tâm nữa thay. Cho nên mình chưa hề thưởng lãm được cái gì đẹp trong nhân gian cả nếu tâm của mình chưa có sức mạnh, huống nữa là đi vào cái con đường tu tập phá vỡ phiền não khổ đau, khám phá tâm thức rất là thâm thẳm sâu của chính các vị. Thế thì cái niệm lực rất là cần, cái sức mạnh của niệm nó càng dày hơn khi chúng ta càng thực tập niệm thân hoặc là chúng ta niệm thọ. Và tất cả bốn cái điều này, và thưa bốn điều này nó đều cho chúng ta một cái sức mạnh rất là vững chắc để chúng ta dần dần càng ngày càng sâu sắc hơn, càng ngày cái năng lực tu tập của chúng ta nó đủ hùng mạnh để có thể chuyển hóa, làm thanh tịnh hóa thân tâm được. Còn bằng không thì thưa các vị, phiền não nhiều đời nhiều kiếp, hạt giống vui buồn hờn giận của chúng ta, nó được cất chứa nhiều vô cùng ở trong cái không gian tâm thức của mình không lường được nó đến chừng nào, mà khó mà phá vỡ vô cùng. Đó là sức mạnh của niệm là như vậy. Cái thứ tư là định lực. Thưa đại chúng là cái sức mạnh của định này nó rất là phi thường. Mình chưa có đạt được cái sức định của các vị thánh. Mình có một cái sức định về cái sự đam mê đời thường thôi. Ví dụ như các vị mà mê phim, các vị nhìn chăm chú vào phim mà cái giai đoạn nó rất là hay, thế thì đừng hòng có âm thanh gì tạp nhiễu chung quanh của mấy đứa bé nó làm sao động các vị được. Nó nói gì là chuyện của nó, nhưng mà tai của các vị trọn vẹn để trong cái câu chuyện phim. Mắt của các vị đã hướng về nhìn từng cái động tác nhỏ của nó, phải không? Nghĩa là chưa cần có được định của các bậc tu hành, có một cái niềm đam mê rất là thế gian, nó được xuôi đẩy bằng cái tâm thức ô nhiễm của chúng ta. Thế mà chúng ta có sức mạnh vô cùng để tập trung vào một chuyện mình muốn làm, muốn khám phá. Đó là mình nói cái phàm phu đam mê thôi. Còn cái định lực của các bậc thánh, thưa các vị, sức của nó rất là mạnh. Sức mạnh của định này, Đức Thế Tôn đã nhờ sức mạnh của định lực này mà phá vỡ được vô minh nhiều đời, chứng nghiệm giải thoát. Các vị A-la-hán, cái sức định của các ngài giống như là ngài Xá Lợi Phất, ngài tọa thiền trong rừng. Ban đêm có hai con quỷ nó đi ngang qua, nó ghét mấy ông thầy tu kỳ lạ. Nó nói để tao đánh vỡ cái đầu của ông thầy này cho ông chết cho rồi. Tên kia nó đừng, đây là tướng quân chánh pháp của Đức Môn Đi. Đụng tới ổng là đọa địa ngục chết, đừng có đụng, đừng đánh ổng. Nó không, tao ghét thầy tu lắm, để tao đánh ổng một cái. Thế là nó dở một cái chùy sắt nặng đến nỗi là nếu nó đánh vào núi Tu Di thì núi Tu Di cũng vỡ làm đôi. Nó đánh ngay đầu một cái. Và lúc bấy giờ thì ngài Mục Kiền Liên, ngài đang xả định, cho nên ngài nhìn thấy ngài qua cả mắt, ngài đã chết rồi. Sư huynh tôi chắc bị con quỷ nó đập nát, nó vụn như cám luôn. Thế nhưng nó đánh xong rồi thì nó học máu và nó đọ xuống địa ngục liền. Mà ngài Xá Lợi Phất thì bất chợt cái ngài mở mắt ra, ngài xả thiền. Mục Kiền Liên hỏi sư huynh à, sư huynh có nghe thân thể của sư huynh có điều gì lạ không? Xá Lợi Phất nói, ta nhập định, cho ta nghe vì như cái đầu nó hơi có cái gì hơi đau đau. Nó ồ, không ngờ cái bất động định của sư huynh rất là kinh khủng. Bên đây tôi nhìn tôi cứ nghĩ là chắc sư huynh không còn một mảnh bụi nào cả, nó đánh là nát vụn luôn. Thế mà bằng cái năng lực thiền định rất là lớn, sư huynh đã có thể chịu đựng được một cái đánh vỡ núi Tu Di. Thưa đó là ở trong văn học A Hàm ghi cho chúng ta biết vậy. Mình chưa nói đến cái lời định của các bậc thánh. Các vị nhìn mấy ông say rượu đó, khi mà các ông say rồi thì thưa các vị là mình thấy họ đi té lên té xuống, xuông vô gai, xuông vô rào dậu của người ta.
Thế nhưng mà vừa ổng về ổng ngủ là sáng hôm sau hỏi ông sao, ông nói nghe người nói ê ê chỗ nọ chỗ kia thôi. Là tại sao? Thưa, cái ý thức đề kháng của ta nó không còn, thân nó đang ở trong trạng thái tiềm phục, cái dạng cũng như là cái dạng cũng như là cận định đó, dạng vong ngã đó, quên mình đó. Và có nhiều chuyện xảy ra, ví dụ như trên một chiếc xe bị tai nạn nó sa xuống hố, tất cả những người thức trong xe thì đều không còn gì cả, nhưng mà trong đó có một vài người lúc đó họ ngủ rất là say, cho nên xe rớt lăn lông lóc chết bao nhiêu người, tới chuyện nó mở nó mắt ra nó ủa sao mình còn sống đây. Tại vì trong cái cơn hôn mê chìm trong cái vô tri giác á, cho nên thân thể mình nó tự động à, nó không có một cái phản ứng, không có một cái gì để đề kháng lại, không có cái sự run sợ gì, cho nên nó rất là tự nhiên và nó đi ngang qua những cái biến động của bên ngoài, những cái nạn tai hoạn họa dường như là rất là nhẹ. Và từ những cái kinh nghiệm giản dị của ngủ mê say rượu và đến cái định của các bậc thánh thì thưa các vị, nó đều có một cái sức mạnh chưa tu tập được, nó có sức mạnh của sự lãng quên của thân, của tâm thức ta. Thế nhưng mà người tu tập được thì họ chìm trong cơn định thì thân này tự nhiên cái năng lực rất là mạnh để có thể đề kháng được phong hàn thử thách, đề kháng được lạnh của đất trời, vân vân. Cái chuyện đó chúng ta từng thấy các vị thiền sư thiền định. Và cái hay hơn nữa, cái điều mình muốn nói chiều sâu của định lực này đó là thế này: khi tâm mình an tĩnh chú niệm và có được sức mạnh của định, thế thì người này, điều thứ nhất ở mức độ cạn là người này có đủ với sức để thuyết phục, đủ sức mạnh, tức là đủ định tĩnh, đủ sức mạnh của cái sự định tĩnh đối phó được với vô vàn những cái bất an, phiền nhiễu, giấy động chung quanh đổ đến họ. Mức độ cạn là thể hiện được điều này. Và có những người thế lực họ rất mạnh nhưng mà họ không có sức định. Có những người rất là giỏi, có khi không có đủ cái định lực này, cho nên khi nghe những cái hung tin hay là những cái bất thường của cuộc sống xảy ra chung quanh họ, người thân họ, tự nhiên họ mềm rũ người ra, đứng không nổi. Còn có những người thì thể lực của họ không phải mạnh, thế nhưng mà họ có cái nội lực ở bên trong, tức là có cái định lực này, cho nên họ đối diện với những cái bất an, bất trắc, hòa hoạn, vân vân đến với họ, đến với chung quanh, đến với hoàn cảnh họ, họ rất là vững chãi, họ đi ngang qua, họ rất là vững vàng, mỉm cười được. Đó là có được sức mạnh của định ít nhiều rồi đó. Và cái sức mạnh định lực sâu hơn nữa là thưa các vị, an trú được ngay nơi tâm Phật bất động. Lúc bấy giờ thì sinh tử không có động đến được họ, gọi là có đủ định lực. Và cái cuối cùng đó là tuệ lực, sức mạnh của trí tuệ. Kinh văn định nghĩa là quán chiếu, thấu suốt được lý tứ đế, thành tựu được giải thoát, gọi là huệ lực. Mình cũng quán chiếu, mình cũng tiếp cận, có khi mình cũng tiếp xúc được với cái khổ, thế nhưng mà cái sự tiếp xúc của mình nó không có đủ mạnh, nó chưa có sức mạnh của trí tuệ nhiều, cho nên đối trước cái vô thường khổ của thiên hạ, mình cảm thấy rũ người ra, tay chân bủn rủn hết. Thế nhưng mà hai hôm sau cái tự nhiên đâu vào đấy, mình không còn cảm thấy là cái cuộc đời này nó vô thường, cái niềm thiết tha tu nó không có trỗi dậy, nó không có vươn lên, không đẩy mình tu không giỏi được, cho nên cái tuệ lực mình không có, cũng giác ngộ nhưng mà chút xíu thôi, rồi đâu vào đấy, rồi tâm phàm nó sinh khởi như mây mù che mất bầu trời, cái tuệ lực mình không có. Còn quán chiếu thấu suốt lý tứ đế nghĩa là anh nhìn tột được nguồn gốc của khổ, hiện tượng khổ, nguyên nhân khổ và gốc nguồn của nó mở bài ra, và nó không phải là chìm vào lãng quên nữa, mà cái đó nó trở thành một ấn tượng rất là sâu, nó đánh động, nó làm cho bồ đề tâm của anh mỗi ngày mỗi lớn, gọi là có được cái sức mạnh của trí tuệ. Còn mình thì mình khơi khơi, mình quán chiếu rồi mình lại quên, cho nên mình chưa có cái tuệ lực là như vậy. Và cái cuối cùng của tuệ lực này đó là thành tựu được, được an lạc, được giải thoát, chứng nghiệm được vô lậu.
Và tóm lại là năm cái trạng thái này nó có công năng phá ác, cho nên gọi là lực. Sức mạnh của nó đầu là phá ác. Chưa thành đạt từ sâu thì cái công năng của nó để giúp cho chúng ta ngay trong hiện đời sống được với thiện pháp, có được niềm vui. Lỡ mà chìm nổi trong cõi luân hồi thì không có bị đò lạc vào những cái loài thấp. Nó là công năng ban đầu. Cái thứ hai là cái phẩm chất của nó, cái nội dung của nó tương ưng với vô lậu, với giải thoát, cho nên gọi là lực tương ưng. Tức là trong các pháp giải thoát, trong các pháp tu tập thì nó đều tương ưng với, nó đi song hành với. Hay nói một cách khác nè, nếu không có nó thì cái sự tu tập của chúng ta nó khó thành công, cho nên gọi nó là tương ưng, tương ưng với pháp giải thoát. Và cái thứ ba nữa, năm cái lực này nó là một cái pháp, nó là một phương pháp hành trì rất là cụ thể. Cụ thể, nó không phải là lý thuyết trừu tượng viễn vông gì cả. Anh chứng nghiệm được nó, thực tập nó, đem nó vào đời sống của chính anh thì anh kiểm nghiệm cái giá trị của nó, cái thành công của nó có mặt liền thôi. Nên rất là cụ thể là như vậy. Tịnh năm mắt được năm lực, có chứng mới hay không lượng được. Trong gương ngắm ảnh dễ thấy hình, đáy nước mò trăng khôn nắm nguyệt. Và thưa đại chúng là từ phàm nhãn cho tới Phật nhãn các vị đang có, các vị có sử dụng được hay không mà thôi. Để năm cái sức mạnh của tính tấn niệm định tuệ này nó cũng tự có trong các vị, các vị có sử dụng được hay không mà thôi. Một là mình sử dụng đam mê để đi vào cái nẻo của phiền não bất an. Hai là mình sử dụng cái nẻo chánh pháp, cái tinh tấn lực để mình đi vào thánh đạo. Và mỗi cái nó đều có cái phần tích cực và tiêu cực của nó, mình hãy chọn lựa cái phần rất là tích cực và đầu tư năng lượng đời sống tu hành của mình vào cái phần tích cực để làm cho đời sống mình càng á thì mình có được an lạc, có niềm vui hiện tiền. Sau á là mình chứng nghiệm được giải thoát, và cái này các vị đều sở hữu, mỗi người chúng ta đều sở hữu kho tàng rất là lớn lao nơi năm vững của chúng ta. Khéo sử dụng, khéo khai thác nó để thành đạt. Và không khéo thì thưa các vị, giống như người nhà giàu kia, họ có một kho tàng mà họ không biết làm sao để lấy lên để xài được. Cuối cùng họ cứ chìa cái thao bể xin ăn qua ngày. Đức Thế Tôn có một cái ví dụ rất là hay. Giống như cái anh chàng kia đang ngồi trên cái lều, mỗi ngày chìa cái thao bể ra, ông đi qua bà đi lại để xin củ khoai, xin trái chuối. Và Đức Phật ví dụ ngài như một vị hiền giả, hay gần gũi hơn đó là như một cái ông già ở trong làng, biết rất rõ nhiều hoàn cảnh gia thế của bố anh chàng kia ngày trước. Cho nên nói này, ta nói cho anh biết, anh đào ngay cái giường mà ọp ẹp anh đang ngồi á, anh đang ngồi để xin á, có kho tàng ấy đó. Anh chàng kia nói, tôi không thể tin điều đó được. Tôi chỉ còn có một chút gia tài bé nhỏ là cái mái liều này và cái chỗ tôi ngồi, ông bữa tôi lật bỏ đi rồi đào chỗ này, tôi còn cái gì để sống? Nói không, ngươi khéo thì ngươi có thể đào được, dưới đó cái kho tàng ngươi có thể mua được cái lâu đài nữa kia. Và cái lời khuyên rất là chân thành, cho nên cuối cùng cái anh ăn xin kia anh nghe lời. Anh phá vỡ cái trời tanh, anh lật bỏ cái giường ngồi của anh đào ngay đó thì quả là có kho tàng. Thưa các vị, giống như thế, kho tàng của các vị là cái này, năm quẩn này, ngay cái hình hài ta. Gần nhất là các vị có được năm con mắt, các vị sử dụng mắt phàm phu cũng được. Nếu các vị thích đời sống mình lên cao hơn, có nhiều niềm vui hơn, thì hãy sử dụng con mắt của chư thiên, tức là con mắt có 10 điều lành khi nhìn, nhìn luôn phát ánh sáng lành. Thì các vị có thể sử dụng con mắt pháp, con mắt tuệ và con mắt Phật. Và các vị cũng có thể khai thác được cái nguồn năm sức mạnh nơi tự thân của các vị. Bằng một pháp hành thôi thì chúng ta có được sức mạnh liền, tức là bằng cái pháp hành của thiền Vipassana thôi. Mình có thể an trú ngay nơi hơi thở, chú mục ngay nơi hơi thở, chỉ cần niệm thân thôi thì có được sức mạnh
rất là dễ dàng, không phải khó khăn. Đó là những cái mà các vị tự có. Khéo thì mình trở thành người tỷ phú vụng á, thì mình cứ chìa thao bể mình ăn xin suốt kiếp thế thôi. Và thưa đại chúng, là xin hãy dừng ở đây. Cảm ơn các vị. Và xin nhắc lại một câu nữa, đó là quý vị phải học thuộc lòng ạ. Hôm nay mình học được tới đoạn thứ 10, mới có 40 câu thôi, học còn dễ thuộc. Đợi cho học tới mấy tháng nữa thì thưa các vị khó lắm. Và thưa mời các vị hồi hướng. Nguyện đem công đức thầy hướng về khắp tất cả để tế và chúng sanh đều trở về.